Ngày 29 tháng 12, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tổ chức trao giải cuộc thi thiết kế infographic với chủ đề Tây Ninh chung sức xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025. Trải qua hơn 3 tháng phát động, cuộc thi thiết kế infographic chủ đề Tây Ninh chung sức xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức đã nhận được 377 tác phẩm của 188 thí sinh tham gia. Ban tổ chức đã quyết định trao 28 giải cá nhân cho các tác phẩm đạt điểm cao. Đảng bộ khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh và Ban Tuyên giáo Huyện ủy Tân Biên là hai đơn vị được trao giải tập thể trong tuyên truyền, vận động nhiều thí sinh tham gia cuộc thi và có nhiều tác phẩm có chất lượng. Giải nhất cuộc thi thuộc về thí sinh Đặng Tố Quyên, văn phòng Huyện ủy Dương Minh Châu. Thì ở Dương Minh Châu qua cái thời gian triển khai thì có nhận được gần 100 tác phẩm, qua cái sàng lọc thì chúng tôi cũng có gửi 40 tác phẩm đủ điều kiện, đủ tiêu chuẩn để gửi về cho tỉnh để tham gia cái cuộc thi của tỉnh. Và qua cái thời gian tổ chức bình chọn thì Dương Minh Châu cũng đạt được gửi được 4 tác phẩm để đăng trên cái trang Tây Ninh trên đường phát triển của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy quản lý. Và cái kết quả thì chúng tôi cũng đạt được một số cái giải thưởng qua cái tổng kết cuộc thi ngày hôm nay. Thì ngoài các giải chính thì chúng tôi cũng được cái một số cái giải lớn trong cái phần bình chọn những cái tác phẩm được yêu thích và được bình chọn nhiều nhất. Em biết đến cuộc thi này thông qua fanpage Tây Ninh trên đường phát triển. Nhờ cuộc thi này thì em cũng đã học hỏi được nhiều kiến thức, kỹ năng thông qua việc nghiên cứu nội dung văn bản của trung ương, tỉnh, địa phương. Qua đó cũng biết được kết quả của việc xây dựng nông thôn mới của tỉnh Tây Ninh. Cuộc thi thiết kế infographic chủ đề Tây Ninh chung sức xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 đã thu hút đông đảo thí sinh tham gia, góp phần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, lan tỏa các tác phẩm dự thi trên mạng xã hội, vừa thực hiện nhiệm vụ chính trị, vừa tham gia bình chọn cho các tác phẩm có chất lượng cao.